showbiz Việt 24 giờ qua có gì hot. Nghệ sĩ Minh Nhí khẳng định giỏi hơn nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân một điều. Dân mạng phẫn nộ vì Hồ Ngọc Hà bị bẩn cợt, chính chủ có động thái đáp trả. Và lây vụ từ thiện, Hòa Hiệp bức xúc vì bị gọi là nghệ sĩ bẩn. Từng gây tranh cãi dữ dội vì cách feel nổ, Eric hứa hẹn thay đổi. Nhà thiết kế nói gì về chiếc váy nhái của Đoàn Di Băng? Rầm rộ thông tin Việt Nam có bản remake Train to Busan. Thu Thủy xin chào mừng quý vị và các bạn đến với điểm tin giải trí sáng ngày 17 tháng 2 trên iBiz. Trước khi vào phần nội dung chi tiết, iBiz xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ phim không thể bỏ lỡ, Cưới Ai Bây Giờ. Không quá ủy mị ước ác, Cưới Ai Bây Giờ sẽ mang đến cho các bạn những phút giây hài hước, sảng khoái, cũng như đem lại giá trị triết lý về tình yêu. Hiện bộ phim đã được phát sóng trên fanpage và YouTube của iBiz. Mời quý vị theo dõi. Nghệ sĩ Minh Nhí khẳng định giỏi hơn nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân một điều. Mới đây trong một chương trình giao lưu với nữ danh ca Trang Thanh Lan tại hải ngoại, nghệ sĩ Minh Nhí, danh hài nổi tiếng kim người thầy của rất nhiều thế hệ diễn viên đình đám, đã có những nhận định bất ngờ về hai đồng nghiệp nổi tiếng là nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Theo đó thì khi được hỏi quan điểm về việc thầy giỏi mới dạy giỏi hay diễn viên giỏi mới dạy giỏi, nam diễn viên không ngần ngại khẳng định: "Tất nhiên tôi quan niệm, một người thầy giỏi mới dạy giỏi chứ không phải diễn viên giỏi thì dạy giỏi." Lấy ví dụ là nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ Minh Nhí thừa nhận đàn anh giỏi gấp 3-4 lần mình. Không chỉ vậy, tất cả khán giả đều nhận thấy rất rõ Thành Lộc diễn giỏi, dàn dựng kịch siêu đẳng, biên kịch tài ba. Bản thân nam nghệ sĩ gạo cội cũng thẳng thắn xác nhận mình dạy không được, chỉ diễn được thôi. Bên cạnh đó thì khi nói về người bạn thân thiết mấy chục năm của mình, danh hài Minh Nhí cho biết, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân diễn cũng xuất sắc, còn làm đạo diễn tổ chức sân khấu các kiểu. Nhưng chính Hồng Vân cũng tự nói dạy không bằng tôi. Chia sẻ về việc tự tin giảng dạy và đứng lớp đào tạo như vậy thì Minh Nhí cho biết, sau khi tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, anh phải đi học nghiệp vụ sư phạm mất 3 năm. Sau đó thì phải theo làm trợ giảng cho nghệ sĩ ưu tú Công Ninh thêm 3 năm nữa, rồi mới được hội đồng giáo viên chấm điểm xem có đủ năng lực hay không, rồi mới chấp nhận cho vào giảng dạy tại trường. Kể từ đó thì Minh Nhí mới có thể tự tin đứng lớp và đảm nhận lớp chủ nhiệm đầu tiên là lứa của nghệ sĩ Việt Hương, Thúy Nga. Anh bộc bạch: "Vì thế nên bao nhiêu tâm huyết, kiến thức, học thuật tích lũy được, tôi đổ dồn vào lớp học đó nên các học trò đầu tiên của tôi đều thành công rực rỡ như Thúy Nga, Việt Hương, Hạnh Thúy, Tiết Cương, Trọng Hiếu, Trần Bùm, Cao Minh Đạt." Bạn nghĩ sao về những chia sẻ thẳng thắn này của nghệ sĩ Minh Nhí? Dân mạng phẫn nộ vì Hồ Ngọc Hà bị bẩn cợt, chính chủ có động thái mới nhất. Sau khi hạ sinh hai bé Leon, Lisa cho ông xã Kim Lý, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã cùng gia đình nhỏ của mình vi vu xuyên Tết để thăm gia đình ngoại, du xuân cũng như là nghỉ dưỡng. Mới đây nhất thì cô đã có màn tái xuất vô cùng thành công với phần trình diễn nóng bỏng, trang phục lấp lánh, hở bạo, khoe trọn đường cong cơ thể. Đặc biệt là nhan sắc của bà mẹ ba con cũng ngày càng được đánh giá là mặn mà và thăng hạng. Tuy nhiên thì sự việc không có gì đáng nói nếu như nữ ca sĩ không bị bình phẩm bởi một người đàn ông kém duyên được cho là CEO của một thương hiệu điện máy. Cụ thể thì khán giả này đã xin chụp ảnh với Hồ Ngọc Hà tại hậu trường của đêm diễn. Sau đó anh đã chia sẻ lại bức hình trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Cường đô la có tiền, Kim Lý có 6 múi, anh có cái bụng mỡ và mớ máy lạnh nhé." Không chỉ vậy thì dưới bài viết, người đàn ông kém duyên này còn dùng rất nhiều những từ ngữ thô thiển và bẩn cợt để đùa giễu về Hồ Ngọc Hà, thậm chí còn bình luận những câu bông đùa nhạy cảm. Ngay lập tức thì cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ, tràn vào Facebook cá nhân của nam doanh nhân trên và bức xúc: "Xóa giùm bài này đi anh trai, anh nói ra mấy câu từ khó nghe quá đi." Không chụp ảnh chung thì kêu chảnh, coi thường khán giả, chụp chung thì bình phẩm như này, chắc nghĩ đăng lên Facebook mình thích nói gì thì nói. Đáng chú ý là Hồ Ngọc Hà cũng có động thái bất bình đầu tiên khi bị người đàn ông này đem ra làm trò đùa. Theo đó thì dưới một bài đăng lên án CEO điện máy trên, nữ ca sĩ đã để lại phản hồi: "Thực sự tỏ rõ vẻ ngao ngán trước hành vi thô lỗ này." Được biết hiện bài đăng gây tranh cãi trên đã bay màu khỏi Facebook doanh nhân trên. Và lây vụ từ thiện, Hòa Hiệp bức xúc vì bị gọi là nghệ sĩ bẩn, là một trong số những sao Việt tích cực làm từ thiện. Tuy nhiên mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Hòa Hiệp đã phải lên tiếng bức xúc khi bị quá nhiều bình luận ác ý chỉ trích. Theo đó thì anh cho hay, trong năm 2021 đầy biến động của showbiz, bản thân nam diễn viên cũng bị vạ lây. Anh chia sẻ: "Họ comment trên Facebook nói tôi là nghệ sĩ bẩn. Tôi comment, tôi đã làm gì để bạn nói tôi là nghệ sĩ bẩn thì họ im lặng. Có người thì bảo, nghe người này người kia nói thì nói theo, họ quy chụp cứ nghệ sĩ là nghệ sĩ bẩn.
Dù liên tục gặp nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng, song diễn viên phim Cổng Mặt Trời vẫn khẳng định mình không e ngại chuyện bị chỉ trích, mà chỉ sợ mình không đủ khả năng để lo cho bà con. Hòa Hiệp nói thêm, mọi người đi làm từ thiện đi rồi mới biết là không có ăn đâu. Đừng đánh đồng, ai cũng như ai. Dĩ nhiên không phải ai làm từ thiện cũng tốt, mình cứ sống đúng với bản thân mình, còn ai làm bậy, họ chịu. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ này của nam diễn viên? Từng gây tranh cãi dữ dội vì cách phiêu Nono, Eric hứa hẹn thay đổi. Thời gian dài vừa qua, ở các diễn đàn bàn luận về âm nhạc trên mạng xã hội, thường xuyên nhắc đến cái tên Eric bởi một số khuyết điểm trong giọng hát và kỹ thuật thanh nhạc của anh chàng. Đáng chú ý nhất là cách phiêu Nono của Eric khi hát ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cùng Lân Nhã Uyên Linh cũng bị cho là kém tinh tế, gây khó chịu vì lạm dụng quá nhiều và phô diễn không đúng chỗ. Được biết là sau khi trở thành quán quân của chương trình The Heroes, Eric đã tìm cách khắc phục cũng như hạn chế tối đa cách phiêu. Đồng thời, nam ca sĩ còn nhờ sự giúp đỡ của giảng viên thanh nhạc để kiêm cặp và chỉnh sửa lỗi phát âm. Trong chia sẻ mới nhất với báo chí thì Eric bày tỏ, tôi từng có lúc áp lực không biết phải làm gì tiếp theo vì dường như mọi cố gắng của mình chưa đủ, hoặc giờ mình có cố gắng nhưng khán giả cũng có suy nghĩ như vậy rồi thì rất khó để thay đổi. Tuy nhiên thì chính góp ý và áp lực của khán giả đã khiến anh dành thời gian học tập, khắc phục nhiều hơn. Bạn nghĩ gì về chia sẻ này của Eric? Nhà thiết kế nói gì về chiếc váy nhái của Đoàn Di Băng? Trong bữa tiệc sinh nhật siêu cấp vừa diễn ra, Đoàn Di Băng đã tìm đến nhà thiết kế nổi tiếng Phạm Đăng Anh Thư để may một chiếc váy được đính kết toàn bộ bằng đá trang sức. Tuy nhiên thì thiết kế lại gây ra nhiều tranh cãi khi được cho là làm giống với bộ váy của nữ nghệ sĩ nổi tiếng Kendall Jenner. Trước những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng thì nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư đã chính thức lên tiếng giải thích để tránh những hiểu lầm không đáng có. Theo đó, trên trang cá nhân, cô nàng đã đưa ra 4 phân tích về chuyên môn để chứng minh cho công chúng thấy thiết kế của cô dành cho Đoàn Di Băng dựa trên ý tưởng của bộ váy Kendall Jenner chứ không phải là đạo nhái hoàn toàn. Ở cuối bài viết thì nhà thiết kế cũng cho biết bản thân đủ tỉnh táo và thông minh để không đánh đổi uy tín của mình đã xây dựng bấy lâu. Đồng thời thì cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những ai đã góp ý thẳng thắn. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ này? Rầm rộ thông tin Việt Nam có bản remake Train to Busan. Hàng loạt fanpage lớn nhỏ mới đây đồng loạt đăng tải hình ảnh người rượt đuổi cạnh tàu lửa, kèm theo dòng chú thích phim zombie Việt Nam phiên bản Train to Ga Hà Nội đang được bấm máy, hay phim zombie chuyến tàu sinh tử phiên bản Việt Train to Ga Hà Nội đang được sản xuất. Trong những hình ảnh được lan truyền thì khung cảnh đường sắt có phần quen thuộc đã khiến cho khán giả liên tưởng đến chuyến tàu sinh tử từng làm mưa làm gió trên toàn thế giới vào năm 2016. Tuy nhiên thì phiên bản Train to Ga Hà Nội lại nhận về làn sóng chỉ trích. Nhiều người cho rằng zombie này còn lâu mới có thể đạt lên bàn cân so sánh với zombie xứ sở kim chi. Tuy nhiên thì sự thật lại không như những gì mọi người tranh cãi và phán xét. Thực chất đây là cảnh quay trong phim ngắn do hai diễn viên trẻ Nguyễn Lâm Thảo Tâm và Công Dương thủ vai. Được biết thì phim nằm trong dự án Valentine của một đơn vị sản xuất và tái hiện cảnh từ 3 tác phẩm nổi tiếng Romeo và Juliet, Titanic cùng Train to Busan. Như vậy thì thông tin Việt Nam có bản remake chuyến tàu sinh tử chỉ là lời đồn của cư dân mạng mà thôi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên iBiz. Hãy luôn theo dõi chúng tôi để cập nhật tin tức hot mỗi ngày.